cái gạo này mình sản xuất sao chị? Dạ cái này là gạo ST25 anh. Gạo cái này thì coi như là em sản xuất là dùng đất ở Sóc Trăng, đất Trần Đề. Dạ cái này là đạt tiêu chuẩn, em tụi em đang xuất qua Mỹ anh. Em tên gì? Dạ em tên Trần Thị Dung. Dung. Trần Thị Dung. Dung. Dạ. Là làm gì? Dạ em thì chủ doanh nghiệp ông xã. Dạ chủ doanh nghiệp của Năm Kháng anh. Ông xã em thì ông Võ Văn Kháng là chủ tịch hiệp hội nông sản sạch ở Sóc Trăng. Ok, đây là chủ doanh nghiệp Năm Kháng. Dạ đúng rồi. Dạ làm gạo. Dạ từ giống của dạ. Hồ Quang Cua. Dạ đúng rồi anh. Em mua giống của ông. Dạ mua giống của anh Cua. Dạ tức là những cái bao này là xuất qua Mỹ đúng không? Dạ đúng rồi anh, cái nhãn hiệu này là ở bên Mỹ nó thiết kế cho tụi em, về tụi em làm ra cái nhãn hiệu này đặng em xuất đi Mỹ. Dạ em xuất đi Mỹ thì cái bao bì này là bao nhựa này thì mình bán trong nước, còn em xuất qua Mỹ là cái bao ni lông. Bao gì? Bao ni lông á anh. Bao ni lông. Dạ bao ni lông. À. Dạ nhưng mà cái nhãn hiệu này thì từ bên Mỹ nó thiết kế nó gửi về cho tụi em. À nó là. Dạ dạ, dạ nó thiết kế nó gửi về cho tụi em in như gì đúng là cái nhãn hiệu bên Mỹ luôn mà em xuất đi. Là họ bán. Dạ xuất qua bển là họ bán, em có công ty ở bển luôn. Rồi, dạ có công ty bển luôn. Đâu? Dạ công ty tự nhiên em không nhớ anh nhưng mà em có dạ em có chi nhánh này ở Sài Gòn luôn, có công ty ở Sài Gòn luôn, công ty An Hòa Hao ở Sài Gòn luôn. Đây anh công ty Năm Kháng này. Dạ không, công ty ở Sài Gòn là ở quận 1 là của An Hòa Hao. Cái gì? Của An Hòa Hao anh. À, An Hòa Wow House. Hao An Hòa Hao. Còn cái này là Năm Kháng. Dạ cái này là nhà Năm hồi xưa. À Năm Kháng là Sóc Trăng. Sóc Trăng là dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ em ông xã em làm lúa năm từ 2011 tới nay được anh. Còn như cô là làm doanh nghiệp này là bao nhiêu năm? Em doanh nghiệp của em cũng là từ hồi năm 2011 tới giờ. À làm luôn. Dạ dạ. Tức là hồi đó giờ có làm gạo này không? Dạ có anh, em làm suốt. À, nhưng mà là mình có mấy hecta? Dạ nhà máy của em là ở Long An. Bữa nay ông xã em ông cũng lên chảnh ông nóng rảnh sức đi Mỹ. Không nhưng mà mình có mấy hecta trồng cái lúa này? Dạ nhiều lắm anh, coi như là một năm vậy là cái này là nông dân trồng, coi như là em mua giống của anh Cua. Dạ, cái này 40.000 chị. Dạ 40.000 ký, tại vì cái dạ cái này gạo này là mình đang xuất qua Mỹ, cái này nó hạn sử dụng 24 tháng lận, mình đã có thanh trùng qua rồi chị, hạn sử dụng 24 tháng lận, thanh trùng hết rồi. Cái bao bì cái nhãn hiệu này là mình đang xuất đi Mỹ nè, là nấu nó ngon cơm lắm chứ không phải là nó thèn lèn như các cái gạo kia, gạo này là đặc biệt. À, dạ này là mấy ký? Dạ ông bao túi này 2 ký anh. 2 ký là mình bán ở đây là 80.000. Dạ đúng rồi anh. Bên Mỹ người ta bán nhiêu? Bên Mỹ thì cái đó là giá khác chứ em không rành. Không biết luôn. Dạ đúng rồi, tại vì em xuất đi thôi, mình thích mình đánh cái giá ở đây thôi. Mỗi dạ. Năm mình xuất bao nhiêu tấn? Em xuất nhiều lắm anh, mấy ngàn tấn luôn mà. Mấy ngàn? 10.000 không? Xuất trên anh, tại vì hôm Tết tới giờ là em xuất mấy ngàn rồi. Dạ cái đó thì ông xã em. Dạ. Dạ. Xuất mấy ngàn? Em xuất cỡ 10.000 rồi đó. 10.000, dạ 10.000 tấn rồi đó, cả 100.000 tấn lận. Còn tới đây là ông xã em là ông làm ở bên Mỹ này, giao phân hữu cơ về đây cho dân bên đây làm luôn. Là sau này mà nếu mà bà con nào mà mua gạo của em là có mã quét ra là biết dùng đất trồng ở đâu luôn. Còn bây giờ là mình đang trồng ở đâu? Bây giờ là đang trồng ở Trần Đề anh, Trần Đề, Sóc Trăng và Bạc Liêu. À, năm nay chắc trồng hôm đó giờ mười mấy hết anh. Dạ giờ đang 17. Có 17 bé à, giờ đang cắt. Dạ giờ lúa đang thu hoạch. Dạ. Mấy tháng là mình thu hoạch cái lúa này? Lúa này 3 tháng rưỡi tới từ 4 tháng trở lại anh. Tức là tháng mấy là mình một năm mình làm được mấy vụ? Một năm làm 2 vụ. Tháng 4 là bắt đầu xuống giống rồi, là tới tháng 9 này cắt nè. Bây giờ là đang thu hoạch đó nè. Dạ từ bắt đầu từ tháng 9 này là mình xả xuống giống lại nữa. À, dạ, dạ là qua tháng 11, tháng 12 là thu hoạch lần nữa. À tháng 12 là năm 2 lần. Dạ, đúng là rồi. Là 17 hecta. Dạ. Nhưng mà dự kiến là một không có đâu anh, tại vì cũng như là mỗi một vùng đất gì ở Trần Đề là bây giờ ông xã em ổng đang xuống là đang thu hoạch mười mấy hecta, đang 17, 18 hecta gì đó. Còn các nơi khác nữa nhiều lắm mà, tại vì em xuất đi nhiều lắm mà đâu phải ít đâu. Không nhớ. Dạ không nhớ. Đó. Tại vì cái ruộng lúa này là của ông xã em, ổng làm ổng rành hơn. Dạ em thì em hỗ trợ thôi. À, em nắm tiền. Dạ em hỗ trợ em nắm tiền thôi, coi như là các sản phẩm này thì của em là em quản lý, còn ở bên lúa gạo thì ông xã em không dành hơn. À
Phải anh gặp trực tiếp ổng á, chiều ông xã em không về. Nhưng mà ổng chiều ổng có tới đây không? Có anh, chiều ổng ở đây. Dạ, chiều ổng ở đây. Thấy là hay đó, là vì dạ. Thật ra là theo cô là có nhiều người xuất khẩu như vậy không? Gạo qua Mỹ. Qua Mỹ là chỉ có một mình anh em mà anh. Gạo này là nhãn hiệu này là chỉ có một mình anh em thôi. Tức là cũng của một người Việt Kiều ở bên Mỹ họ làm, họ gửi. Đúng rồi, cũng như là người ở đây mà nó đi qua bển nó làm công ty ở bển. Ông xã em thì ông xã em là giám đốc công ty ở đây. Dạ, giám đốc công ty ở miền Nam. Là có chi nhánh bên Mỹ hay là có chi nhánh. Dạ, có chi nhánh bên Mỹ, công ty chính là nó nằm ở đây. À. Dạ, ở Phú Nhuận anh, 91-1 ở Phú Nhuận á. Số mấy? 91-1 Phú Nhuận. 94-1 Phú Nhuận. Được. Dạ. Được rồi. Dạ. Rất đơn giản là cái số điện thoại này, số điện thoại ở đây hả? Số điện thoại này bên Mỹ, số điện thoại này bên Mỹ nè anh. À. Dạ. Ví dụ tôi muốn gọi cho ổng có không? Có anh, có. Rồi, dạ. Dạ, lát thì em cho số điện thoại ông xã em. Dạ dạ, rồi anh điện rồi ông có thông tin. Như là mình đi nghiên cứu sản phẩm của Sóc Trăng, mà Sóc Trăng là nổi tiếng hồi xưa đến giờ thời Pháp đó, là đã xuất khẩu gạo. Đúng rồi, xuất khẩu đó giờ. Dạ, xuất khẩu lâu lắm rồi mà. Bây giờ cũng xuất khẩu lại thôi. Dạ. Rồi, tôi cảm ơn cô nha. Sao cưng?